Giờ xin giới thiệu với các bạn cái mẫu số lùi 2 cấp, số tiến lùi và số nhanh chậm, số tăng tải đó. Có hai loại cốt, một loại lô cốt 19 và một loại lô cốt 17. Các cái cách tính cái đường kính lô cốt ấy, thì các bạn đo cái đường kính lớn nhất của cái trục mà ra của xe máy đấy thì là 10, 17 và 19. Đối với những cái dòng Way Rim ấy, thì gọi là 17. Đo đường kính trục, đo đường kính lớn nhất nhé, trên cái răng dương đấy. Còn những cái dòng Way Rim hay là Yamaha thì là lỗ cốt nhỏ hơn. Và xin lỗi nhé, dòng Yamaha các thứ thì cốt nó to hơn. Cái này thì là loại rất là, đây là một loại tốt rồi. Giá bán của cái này là 1.130.000 các bạn nhé.